Tôi là họa sĩ Vũ Văn Tịch. Tôi sinh năm 1989. Tôi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2016 chuyên ngành hội họa. Và tôi chuyên vẽ sơn mài. Thì đối với tôi thì quan điểm của tôi thì tôi thích vẽ những cái gì thiên về lãng mạn một tí. Những cái chủ đề của tôi thì nó thường chủ yếu nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi xuất thân từ quê nên là tuổi thơ tôi thì gắn liền với cánh đồng và những con cua con cá từ bé. Những mùa hè thì trẻ con tuổi thơ thì hay chơi cá trọi. Còn bộ trong vườn của tôi thì tôi vẽ về những cái tình cảm, những cái mà trước mắt tôi nhìn thấy. Thì tôi đưa cái tình cảm nhẹ nhàng của tôi muốn thể hiện là những cái không khí và những cái tĩnh riêng của tôi.